Ôi bên này nó lạnh ngắt kiểu đó mà cây gì mà sống nổi. Mày ăn nhiều thịt với ớt thịt mà. Bên này cũng đổi giờ vậy. Nhân viên làm đi nhìn chị dữ hả? Dạ em đang coi cơm chị. Trời ơi, không biết thì không biết chị. Chị really đâu phải đâu làm giá của làm tôi bất kỳ đâu. Rồi.